hải sản như mày dày đặc luôn. Ồ, 5 chiếc luôn á. Ơ con gái ơi trời ơi. Giờ chị làm cái nào mà thấy là gì nè. Mình chơi là bữa nãy về hay là mai về chú? Làm đoạn nhỏ nhớ lại ở khu du lịch Cổ Thạch. Ngoài kia có một cái thúng chuẩn bị đi vào nữa. Trên bờ thì bà con mình đang rất là nhộn nhịp các hoạt động mua bán hải sản. Nói chung mấy anh mới đánh lên á, cho nên là mấy chị là tập trung lại gỡ phụ. Rồi khách du lịch người ta đến đây người ta cũng tranh thủ tìm kiếm những cái loại hải sản ưa thích để mà mua lại. Thì hiện tại bây giờ tổ nhỏ đang có mặt ở bãi biển Cam Bình, thuộc thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Ủa, thúng đi vào, thúng đi vào. Thúng đi vào là máy cày người ta hoạt động ngay liền. Bên kia, máy cày xe xúc lên. Wow, quá tốc độ luôn. Mặt trời giờ này là cũng lên cao rồi á. Bây giờ là 7 giờ kém 10. Mấy anh đánh bắt hôm qua cô chú khoảng 2-3 giờ đi, rồi sáng sớm là đưa vào bờ. Thì mấy ngày nay là chủ yếu là đánh ghẹ nha cô chú nha. Đó thì tổ nhỏ quay lại cái mấy cái thúng đi vào lúc nãy nè. Cái khu vực này bà con mình mua bán hải sản rất đông luôn á. Một cái khung cảnh rất là thân quen, có những cái hàng dương cao vung vút phía trong kia. Còn ở đây thì là bãi tắm, bãi biển. Các hoạt động mua bán hải sản diễn ra rất là nhộn nhịp. Đó, khách đến đây cũng rảo bước xung quanh đây. Bên đây tập trung đông lắm. Chắc có mấy con tôm, mấy con ghẹ trên đó. Ôi, trong kia có chiếc xe bò nữa cô chú. Xe bò ở đây rất là độc đáo ha, có nhiều hoa văn lấp, bông hoa người ta làm thành cái viền xung quanh cái chiếc xe bò để phục vụ du khách mình đi dọc trên bãi biển đó cô chú. Trên bãi biển thì mình thấy có những cái lốm đốm trắng 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 đó là mấy miếng xốp á. Sóng biển nó quánh trôi dạt vào. Đó, bà con mình cũng đang tập trung đi ngắm hải sản, mua hải sản. Ở đây phải nói là hải sản rất là nhiều luôn. Trời ơi, dày đặc luôn. Dính dày luôn. Dạ. Yeah. Hải sản như mày dày đặc luôn. Thúng nào cũng có, thúng nào cũng có hết. Bên đây nữa nè. Ghẹ tươi mới đánh lên luôn. Ghẹ mặt trăng. Trời, có mấy chiếc cano chạy khủng khiếp kia chứ. Quá nhanh luôn á. Trên bãi biển này có rất là nhiều hoạt động ha cô chú ha. À, đến đây là ngoài việc mà tắm biển ra, sáng sớm mình có thể là ngắm bình minh nè.
rồi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như cano nè, rồi nghịch cát nè, rồi đi xe bò trên dọc cái bãi biển này, có rất là nhiều hoạt động luôn. Đặc biệt lớn nhỏ thấy là bà con mình mua bán hải sản, trao đổi hải sản ở đây phải nói là rất là nhộn nhịp đông đúc của chú anh chị. Mới nhìn vô trong là nghe cái tiếng máy của mấy cái thúng á nổ. Đó, ngoài kia thì cũng có mấy thúng nữa, hai thúng nữa đang đi vào ha. Đó, cũng đang lên, sóng to lắm. Tốc độ cao. Có mấy con nhỏ cho nó đi con cano như thế này nó thích lắm, tạo cảm giác mạo hiểm. Đây là hoạt động mua bán hải sản của bà con mình ha. Ở đây tụi nhỏ có cảm nhận là dân ở miền Bắc á, bà con mình tập trung về đây đông lắm cô chú. Thúng nào lên cũng thấy đầy hải sản, duy nhất một loại ghẹ mặt trăng, ghẹ xanh, quá đông luôn. Mấy cây đó, lúc nãy tổng nhỏ nói là có hai thúng đi lên á, bây giờ là mấy cây người ta xúc nè, người ta xúc lên bờ. Đây bên đây cái thúng này vào trước. Đó, thúng kia chuẩn bị đi vào luôn. Trời, nhìn thấy mấy anh là anh nào anh ấy là ướt nhẹp hết, do sóng nó quánh mạnh quá cô chú. Trời. Công nhận á, chỉ có làm quen rồi á, kinh nghiệm rồi á, đó mà cỡ như mình mà leo lên cái đó, sóng nó quánh một cái chắc lộn cụi luôn. Thúng nổ cũng tạch, cũng êm. Con nào con nấy mới đánh lên á, còn sống tươi rói luôn. Dọc cái bờ biển này tụi nhỏ thấy có rất là nhiều đoàn gia đình người ta rải rác theo một cái chiều dọc trên bãi biển xa túc bên kia luôn cô chú. Ở đây có bà cô nè, đang đánh xe bò tới nè. Rất là độc đáo luôn, có nhiều hoa văn, có mấy cái miếng ván, 6 miếng ván, những bông hoa xanh đỏ tím vàng có đủ hết. Công nhận chú bò khỏe ghê đó. Mấy xe bò bà con mình đang tập trung trên đây. Ui, tập trung lúc nào mà tổng nhỏ không hay luôn á. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4, 5 chiếc. Ồ, 5 chiếc luôn á. Đó, mình mê cái chỗ bà con mình mua bán hải sản cái không biết lúc nào mà xe tập trung ở đây đông luôn. Đó, hiện tại bây giờ tổng nhỏ thấy bà con mình càng lúc càng kéo về cái khu vực hải sản. Đông quá bên kia kìa. Xem thử là có cái gì á. Cũng là ghẹ thôi à, nhưng mà bà con mình tập trung mua á, tươi lắm cô chú. Đúng rồi, ở chỗ này lúc nãy thì đồng nhỏ thấy có một cái thúng thôi, nhưng bây giờ mà người ta bày ra nguyên một cái khu này luôn.
Đó, bên kia mấy anh chị đóng thùng lại ha, đóng thùng hải sản. Ồ, đông đúc nhộn nhịp thiệt chứ, không khí kiểu này thì đi một lần đến đây là lưu luyến ha. Bãi biển Cam Bình, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận, độc đáo quá. Cảm nhận là nó yên bình, nhộn nhịp nhưng mà có gì đó rất là yên bình. Có thêm chiếc máy cày mới đi xuống nữa. Càng lúc cái tự nhiên cái đống nhỏ quay quay cái một lát nhìn lại mọi hướng là bà con tập trung ở đâu, tự nhiên cái đông đúc trở lại à. Đó, nhộn nhịp dễ sợ. Cảm nhận mà đi du lịch mà mình đi mà ra những cái bãi biển như thế này mà trộn lựa hải sản nữa, không còn gì bằng luôn á. Ồ, bên kia có khách người ta đi xe bò à. 20.000 chuyến đi chuyến về à, chuyến đi về luôn á cô chú. Đó, đây có một cái đoàn gia đình nè, khoảng 4 người à, vừa leo lên xe bò. Đi lên con, lên con đi ra con. Trời, chú bò khỏe ghê. Ô, đã quá. Đi dọc cái bãi biển hấp dẫn nghe chưa. Ô, con gái ơi, trời. Mấy đứa nhỏ nó mê chơi quá. Ô, con gái không biết cái gì. nó nghịch két, nó không để ý. Nói chung mấy chú mà đánh xe bò thì giống như là những cái bác tài vậy, rất cẩn thận. Đó, khu vực trên đây bán đông hải sản lắm nha cô chú nha, nhiều hải sản lắm. Ô, bánh bột lọc ha, bột lọc chưa hợp năm chục bằng thái, tôi mua cho tụi nó ăn. Cái này cái nắp á, em lấy cái nắp chưa, cái nào cũng vậy. Vậy chị làm cái nào mà thấy là gì nè, bánh bột lọc 2 hộp 50. Sáng sớm nói chung ha, mua bán vui vẻ. Mau mắn, thấy mấy chị mua bán mau mắn, người mua cũng mau mắn. Hải sản quá trời quá. Cá nục gai có, cá nục má có, cá thu, cá bóp, cá cam. Đó, bà con mình ở miền ngoài người ta vô đây người ta đi tham quan du lịch tổng nhỏ thấy đông lắm cô chú. Và trong kia là có mấy sạp cũng rất đông bà con mình nè. Trời ơi, ở đây ghê coi, giống như ở đây là thu lại sao chứ, ghê xanh chứa cả thao luôn.
nói chung mua bán thấy bà con mình cũng hối hả cực khổ, khách đến đây đi du lịch cũng thấy càng lúc càng đông, càng lúc càng đông. Ồ, có chú bò này đang kéo một cái khối đá để ướp hải sản nè, phục vụ cho mấy cái cô mấy chú mình bán hải sản trên đây ha. Khu vực bên kia thì bà con mình tắm biển. Tụi nhỏ thấy chủ yếu là mấy bạn nhỏ được ba mẹ dẫn xuống tắm biển là đông. Tính ra nặng chứ. 2 4 6 8 9 10. Chắc phải 14 15 cây đá như thế này. Trời mệt á. Nặng chứ. Đó, khu vực bên kia cũng còn rất là nhộn nhịp ha cô chú ha. Chưa tan đâu, càng lúc thì càng đông, càng lúc càng đông à. Chở một khối đá như thế này phải nói giỏi á. Mấy chú bò khỏe ghê. Đó, khu vực tắm biển ngoài đây ha cô chú ha. Đó, thì tụi nhỏ đi dọc cái bờ biển nè. Để ghi lại một số hình ảnh tắm biển của bà con du lịch đến đây. Ở bãi biển này tụi nhỏ thấy có nhiều cano người ta neo đậu phía trước đây nè, để phục vụ du khách á. Một chuyến đi là tầm 300.000. Tùy theo cái giai đoạn có thể là 400. Một ngày mà mình kiếm khoảng 3 chuyến là thấy gần cái triệu bạc rồi. Đó, ngoài đây tắm biển cũng đông vui lắm. Do sóng biển nó đánh mạnh á cô chú, cho nên là nó có gì đó nó hơi đục đục phía dưới ha. Nhưng mà đó là cát á, chứ không có gì hết ấy. Chứ thực sự là biển cái mùa này là trong nha cô chú nha. Trong xanh. Ở biển này tắm là phải nói tuyệt vời, không sợ với cái gì cả. Bữa nay nó lạnh cho nên là ít thấy ai xuống tắm biển. Chứ cách đây là khoảng tầm 2 tuần 3 tuần là biển cạn cô chú. Ta tắm biển đông lắm. Nước biển thì nó lên nó xuống khắc thường. Đó, tùy theo mùa, tùy theo ngày. Ồ, hải sản đông lắm cô chú nha. Một lát tổng nhỏ sẽ đi vào phía bên trong đó để ghi lại một số cái hoạt động mua bán hải sản. Nhìn rất hấp dẫn luôn. Giá cả thì tổng nhỏ nghĩ nó cũng đâu vào đó hết thôi. Tại bà con mình mua bán á, nó có một cái giá cả nhất định. Cho nên mình đến đây mình mua cũng không có lo lắng cái vấn đề này. Ở đây phải nói có một cái màu sắc rất là sặc sỡ luôn á. Mấy cái áo phao, rồi mấy cái phao bơi lội của mấy em nhỏ, có những hình hài, những con thú, con vật rất là dễ thương. Có thể là bà con mình xíu nữa thôi là sẽ ra biển tắm đông lắm. Chứ giờ này là còn sớm à. Chủ yếu giờ này đi trên bãi biển á, hòa vào cái không khí mua bán hải sản của bà con mình là rất là thú vị, lý tưởng. Nếu mà được thì mình mua hải sản luôn, mình đóng thùng luôn. Nếu mà về trong ngày, con thùng đó người ta ướp đá sẵn á, cho nên mình cũng không lo lắng gì cả. Đó, tụi nhỏ cảm nhận nha. Cảm nhận là càng lúc càng đông cái khách du lịch người ta kéo xuống cái biển này nè. Đó, đứng ngắm nghĩ chờ nè cô chú. Ở cái lối đi vào à. Trong kia thì đồng nhỏ thấy bà con mình ngồi ăn uống đông lắm. Ua, sống. Giỏi thiệt chứ.
thấy mấy anh lái cano thấy hấp dẫn ghê, tay lái cũng quen rồi đó, cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui nè. Wow, tốc độ nhanh quá. View trời ơi, sóng đó. Rồi lỡ may chạy vậy có khi nào mà đụng phải người tắm biển không trời? Chú hả? Lái kiểu đó có khi nào đụng người tắm biển không ta? Thấy lái nhanh quá nhiều khi sợ mình bẻ lái không có kịp chứ. Tại vì sóng biển nữa nè. À, nhưng mà cũng có cái tỷ lệ gọi là sai sót chứ. À, tù tội thì mình không nói, quan trọng là sợ mấy đứa nhỏ nó tắm biển mà nó va phải chứ. Vậy ha, dạ. À, làm sao nó đến, đây nó phải từ từ đấy, phải đây là nó đi nó để lấy xe xe mai là đi để lên đấy để lấy tiền chứ. Dạ dạ, nó chạy chạo dạo rồi đấy lấy tiền chứ. Dạ. Dạ đúng rồi, cao thủ á. Nói chung quen ấy chứ mới dám lạng lách kiểu đó chứ. Dạ. Đó bên kia có hai anh chị đi nè. Ồ. Sóng mấy bữa này cao, đánh mạnh quá. Ồ ồ. Mình chơi là bữa nãy về hay là mai về chú? Mai ha, dạ. Cảm ơn chú nha. Đó. Người ta xuống khu vực này đông lắm. À, lúc này tụi nhỏ cũng lấy câu chuyện cano chạy trên biển nên là về cái vấn đề an toàn thế này thế kia để cho nó phong phú, cho nó vui vậy thôi. Chứ thực sự là mấy anh chạy cano quá kinh nghiệm rồi. Quá kinh nghiệm. Không có gì là khó đối với mấy anh cả. Ủa, xe bò. Đó, mà nói ơi sao có xe bò. Ủa. Đông lắm. Đông lắm, càng lúc càng đông. Một lát nữa sẽ tắm biển đông. Giờ này tổng nhỏ xuống sớm. Khu vực này công nhận đông thiệt. Đó, cái lối đi xuống coi chú. Phía trước á, có lối đi xuống. Cho nên là bà con mình tập trung chủ yếu là ra đây. Ra đây đứng ngắm nhìn xong rồi sau đó bắt đầu có thể là có ý định là tắm biển nè. Hoặc là có ý định đi dạo biển nè. Có ý định đi ngắm mua hải sản nè. Đó, cho nên có nhiều cái tùy theo mỗi người. Ai có sở thích gì đó thì mình tham gia. Ủa, rất đông luôn á cô chú. Công nhận mấy cái phao này nó tạo nên một cái màu sắc ở trên bãi biển này sinh động thiệt. Phía trên thì bà con mình ăn uống hải sản. Các món hải sản á, đông lắm. Tuốt bên kia luôn. À, gia đình mình ra tạo dáng chụp ảnh thú vị lắm. Ừ.
Cái đường đến với bãi biển Cam Bình này cũng rất dễ cô chú nha. Nếu mà chúng ta xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình đi trên quốc lộ 55 đi đến đây, hoặc là mình có thể đi quốc lộ 51, sau đó chúng ta rẽ sang quốc lộ 55 và chúng ta đi thẳng đến bãi biển này ha. Thì ở đây là thuộc xã Tân Phước, thôn Cam Bình. Còn đối với Hà Nội và miền Bắc mà chúng ta đi vào thì có thể là chúng ta đi máy bay đến cái sân bay Cam Ranh, rồi từ đó mình có thể đi xe khách để mà đến đây. Hoặc là cô chú nếu mà ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội á, mà chúng ta muốn đi đường quốc lộ 1A á, thì chúng ta đến ngã tư ngã ba 46 ngã ba 46 thuộc huyện Hàm Tân. Chúng ta chạy thẳng vào đến cái Bùng Binh, cái cổng chào thị xã La Di, sau đó hỏi bà con mình rẽ sang cái đường này ha cô chú ha. Đường dễ đi, nó thẳng tắp chứ nó không có quanh co này nọ, cũng không có chật hẹp, đường rất rộng rãi. Khi mà đến đây rồi cô chú, ở phía trước cái bãi biển này nè, cái lối đi vào á, có rất là nhiều nhà nghỉ khách sạn, phải nói là cao cấp sang trọng lắm cô chú nha. Thì tổng nhỏ có để số điện thoại của nhà nghỉ khách sạn ở phía trước á, tầm cách nhau khoảng 200m đổ lại thôi, cho tổng nhỏ không có lấy từ xa để đưa một số thông tin đến của chú anh chị. Nếu mà gia đình mình có kế hoạch mà đến đây đó, có cái thông tin để mà liên hệ đặt phòng chỗ ở cho cái việc mà đi lại du lịch tham quan của mình được suôn sẻ. Đó, bà con mình cũng còn đông bên kia. Đông lắm. Bây giờ mặt trời cũng lên cao à. Đó cô chú thấy ha. Bây giờ chắc 8 giờ mấy á cô chú. Tổng nhỏ bây giờ sẽ hòa vào cái không khí mua bán hải sản của bà con mình để gửi đến một số hình ảnh cho cô chú anh chị. Bãi biển Cam Bình rất độc đáo luôn, theo cái cảm nhận, theo cái suy nghĩ quan điểm của tụi nhỏ, có nhiều cái riêng. Mọi hoạt động tạo nên một cái khung cảnh rất là sinh động trên cái bãi biển này. Đó, khu vực nướng hải sản, bán hải sản, người ta chế biến sẵn luôn, hấp dẫn quá. Wow, bên đây nữa. Đó, cái lối đi vào cô chú. À, bây giờ tụi nhỏ rẽ vào hướng này ha. Xe bò người ta đi vô trong đây luôn. Hay ha. Có cái lối chừa nè. Gia đình mình nè, tập trung đông chưa. Hải sản bổ sung thêm để phục vụ du khách đến đây. Tổng nhỏ cảm nhận cũng chưa đông,
khách giờ này cũng chưa đập, tại vì các sạp hải sản người ta mới đưa lên thôi cô chú, mới chuẩn bị thôi. Đây chợ ốc hương, sò ngọt, mực ấm, tôm, cá cam, cá bớp. Chợ mấy con cá này mà mua về nấu lẩu hay là nướng lên hết sảy luôn, bá cháy bồ chét luôn á. Mấy con ghẹ nè, bên đây có hải sản khô, bên đây có hải sản khô, làm đồng nhỏ nhớ lại ở khu du lịch Cổ Thạch cũng thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bán rất nhiều hải sản một nắng như thế này. À, tôm khô nè, mấy con nhỏ nhỏ về mình nấu canh bầu quá, canh mướp nó ngon lắm cô chú, mực cá nữa nướng lên thơm lắm. Nói chung bà con mình tẩm gia vị ăn vừa ăn lắm, giòn thơm ngon, không có mặn. Đó, ông chú ông mua một mớ cá khô luôn. Cá này hình như cá mối hay sao hả? Cá mối phải không chị? À, cá mối người ta ướp lại. Ở đây bố trí ba lon bia nè, ba lon bia hình như một ký hay sao á, cần bỏ lon bia lên cân ký, tại lon bia thì không thể nào mà cãi được ha. Nói chung để tạo lòng tin cho khách người ta đến thôi, chứ cũng không đến nổi gì đâu cô chú. Đó, cá mắm tươi rói mới lên. Mấy con ghẹ thì cái sự sống nó được kéo dài hơn khi mà nó lên bờ. Còn cá thì như cô chú thấy rồi ha, cũng tùy theo. Đây nè, cá mú nè, cá mú còn tươi sống luôn. Trời ơi, giờ này xuống tắm biển đông quá nè, khu vực bên đây nè. Tôm hùm này bán nhiêu ký chị? 700. Tôm hùm 700. 700. Dài dạ. Tắm biển rộng ra. Trong mấy cái sạp á thì có lúc này lúc khác. Chợ cua, cua to ghê. Tổng đỏ đi lướt qua cái khu vực này luôn ha. Tại chỗ bà con mình buôn bán á, mình cũng ngại ngại lắm. Đây, ra đây bà con mình tập trung ở khúc này nè. Trời ơi, di chuyển lại cái khu vực lúc nãy ngay từ ban đầu tổng nhỏ đi đến đó. Không khí bà con mình tập trung phía ngoài đây nè, nó đông hơn, thích hơn ha cô chú ha. Ở trong sạp thì nói chung bà con mình cũng có đi vào, cũng đi ngang qua chọn lựa hải sản này nọ, nhưng mà không khí ở ngoài đây là thấy nó thoải mái hơn đó. Bây giờ cho đó, lúc nãy đi vào thì ở biển bên đây chưa có ai tắm đâu, nhưng mà bây giờ cô chú anh chị thấy ha, tắm rất là đông luôn nè. Đó, tổng nhỏ ghi lại một số hoạt động ngay cái chỗ này thôi, là tổng nhỏ
xin phép dừng lại của chú anh chị nha, chào bà cô sáng sớm giờ không biết đi được cái chuyến nào chưa không biết. Bong 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 bùm. Bóng bang bang. Ê, ở trong đây không đi ra ngoài nha. Tắm biển vui lắm. Biển trong lắm cô chú anh chị nha. Biển rất trong. Bà con mình tắm dọc cái khu vực này. Như tụi nhỏ nói giờ này chưa đông đâu, sẽ càng lúc càng đông cô chú nha. Nếu mà tính theo cái thời gian á là khoảng tầm 10 giờ rưỡi 11 giờ là bà con mình lúc đó mới dừng lại cái hoạt động ở việc tắm biển là đa số thôi. Thật sự là khi mà đi du lịch đến đây rồi á, tắm biển lúc nào cũng được ha cô chú ha, không có nhất thiết là phải là sáng hay là giờ này giờ nọ đâu. Đó, gì đó cô chú, tại biển ở đây biển ở đâu nó cũng ấm hết đấy. Mấy chiếc cano chạy bài kia tốc độ cao ghê luôn. Đó. Bây giờ là trên nơi bãi biển nó lại nhộn nhịp trở lại. Đó, bây giờ mới gọi là cái thời gian nhộn nhịp của chú nha. Chiếc cano. Mấy anh ảnh lạng. Yếu tim á. Ơi, tàu nhỏ xin phép dừng lại nha cô chú nha. Hoạt động hiện tại bây giờ trên bãi biển, tất cả các hoạt động đều diễn ra nhộn nhịp. Đó, bây giờ chỉ là 8 giờ mấy thôi à, chưa tới 9 giờ đâu cô chú. Tàu nhỏ xin phép và hẹn gặp lại. Bye bye nha cô chú.